Xin chào cả nhà. Này, hôm nay Nghĩa lại tiếp tục đi vô trong rừng đước để đi tìm bắt cua biển cả nhà. Giờ là mấy bữa nay Nghĩa bận sáng phải thấu đáy đó cho nên đi cũng hơi trễ. Bình thường thì mình đi khoảng tầm 4 đến 5 tiếng. Còn bây giờ thì chắc Nghĩa đi khoảng chừng 2 đến 3 tiếng là Nghĩa về rồi. Giờ mình sẽ tranh thủ đi nhanh nhanh nha. Để lát nước lớn giống như hôm qua vậy đó, mình đi câu cá đầu lâu nhé, bị mất cần hết trơn luôn. Bữa nay Nghĩa đi ở một cái khu khác nữa cả nhà. Cái khu này hồi trước Nghĩa hay đi vô đây câu cá rồi rồi nè. Nhưng mà phải đi từ hướng ở ngoài kia mình đi vô. Còn bữa nay Nghĩa sẽ đi ở ngoài mé rạch đây nè. Đi xéo qua đây. Đi tới đây thì Nghĩa phát hiện thêm một hang cua nè cả nhà. Cái này là cái hang con cá thòi lòi nha. Nó làm ở giữa đường á, xong rồi con cua nó vô nó đùng nó ở nè. Nó cái dấu đùng cua thì nó sẽ khác với con cá thòi lòi. Nó đùng dài thòn ra luôn. Còn con thòi lòi thì nó nhả cục cục cục. Bây giờ mình kiểm tra cái hang coi nó đi đâu nha. Này chắc không chừng thọt xuống cái đụng luôn nè. Ồ, sâu dữ vậy. Đây, đụng nó nè cả nhà. Không biết bự hay nhỏ nè. Đó. Làm cái hang đâu ngay giữa đường luôn. Quên mang bao tay theo rồi cả nhà ơi. Bây giờ căng rồi nha. Cứ từ từ vô thôi. Đừng có gấp. Gấp là nó tặng cho mình cái gấp liền. Cái hang cũng được quá nè. Trời ơi, cua có chút xíu rồi cả nhà ơi. Buồn thì chứ. Ốc đã đời luôn, lên cua thấy nản không? Cua chút bé à. Con này mình sẽ thả lại nha. Thả nó lại hang luôn đi. Thấy cái lỗ cũng được quá mà sao không cua kỳ vậy? Hơi buồn rồi đó. Lội cả buổi luôn, cuối cùng Nghĩa cũng phát hiện được một hang rồi cả nhà ơi. Trong cái hang này có con cua nè, Nghĩa mới thọt cây móc vô. Làm một cái cổng luôn. Đó. Ghê không? Cua này bự lắm nha. Nãy Nghĩa thấy cái dấu nó bò ở ngoài đường rạch á. Mà đi kiếm hoài không thấy, đi vô đây cái có cái hốc cái thấy nước nó đục kiểu như nó lên sình, nó dùi vô đây nè. Để giờ coi nó đi đâu. Hung dữ ghê không? Không có bao tay cho nên cũng hơi nhát với mấy con bự bự này cả nha. Nãy giờ Nghĩa lội chắc cũng tiếng mấy đồng hồ á, mới được hang rồi. Kiếm chỗ mình moi đằng mình đẩy nó ra thôi. Đây chắc trống. Ai nói chuyện trong rừng cả nhà. Chắc người ta đi bắt bắt ốc hay là bắt cua gì đó.
chạy ra đi. Chà, nằm ở đây hơi khó à. Tới đó đâu chịu ra cả nhà. Chạy vô nữa. Chui ra giùm đi. Sao nó nằm kỳ vậy? Nghĩa lấy cái nằm nghĩa trắng rồi thầy. Ui. Vô nó bự quá trời bự luôn. Nhìn chi nó chen không ra được. Đi hướng này nè. Hướng đó không ra được đâu. Ôi ôi nó bự. Nó kẹt vô đây hay gì ta? Ôi, mừng quá. Xúc rồi, xúc rồi. Ôi ôi, coi nó bự nè. Cua khủng khiếp luôn. Ôi ôi cả nhà ơi, coi con cua nè, coi cái mình đó nè. Con cua này chắc phải nửa ký á. Con này chắc có lẽ là con cua bự nhất trước giờ mình bắt được đó cả nhà. Ừ, con này thì không có gặp rồi. Được cái nó cũng chắc cả nhà. Quả đã luôn. Sau bao nhiêu nỗ lực thì mình cũng được một con bù đắp rồi. Cọng dây của mình cũng dài lắm mà. Cột con cua này không hết luôn. Còn miếng nữa hụt dây luôn. Ôi, cái nó bự nè. Một bàn tay có nghĩa luôn cua. Khủng khiếp con cua thiệt. Rồi, một quả, một con đầu tiên. Hôm qua mình đi đổi rách lên đôi vớ. Nay mang đôi vớ mới mà cũng rách nữa cả nhà. Giờ lòi mấy con chừng. Đi dậm lên mấy cái rễ á. Nó sọt vô cái nó máng cái chiếc vớ mình lại rách luôn. Lội nãy giờ muốn rụng cặp giò luôn cả nhà. Nước nó cũng lớn mênh mông rồi. Giờ nghĩa lên đường đi về luôn. Giò lại như ở đầu ngoài kia kìa.
Rồi ơi, cái vỏ lãi nó bị gài vô nhánh cây cả nhà. Mình ra trễ chút xíu nữa chắc nó chìm luôn quá. Ây da. Ai xui dữ vậy. Ôi ơi, hên quá. Mình về kịp. Về trễ xíu là nó lật vỏ luôn. À, bên kia cũng chú Thận ông đi bắt cua về đuối luôn. Có không chú? Này, bữa nay lội vất vả luôn mà được có một con rồi cả nhà. Này, một con siêu to khổng lồ luôn. Để giờ nghe cho lên cái cân thử được bao nhiêu nha. Gần nửa ký lô luôn cả nhà. Chút xíu nữa là được nửa ký. Cua quá trời bự luôn. Mà con cua này nó không có chắc lắm cả nhà. Kiểu nó dẻo dẻo à. Nó cũng cứng nhưng mà nó không có cứng dữ. Con này mà cua gạch là vô luôn này. Này bữa hôm qua nghĩa đi câu cá thòi lòi mà bắt được cặp nè. Cặp cua này thì ngon, cứng ngắt luôn. Hai con này bữa hôm qua nghĩa cân cũng bằng con này nè. Hai con mà bằng có con à. Một mình con này chấp hai con luôn. Đó, thấy ghê không? Bỏ nó vô cái là mấy con kia lép dế. Bữa nay mang cái đôi vớ mới mà nó rách gì nữa nha. Cái này nó chạy lên trên luôn. Trời ơi. Xin chào cả nhà. Ngày hôm nay Nghĩa lại tiếp tục cuộc hành trình đi bắt cua cả nhà. Nhưng mà hôm nay Nghĩa có một cái món đồ chơi mới nữa nè. Cái này là cái hôm người ta đặt lương á cả nhà. Cái Nghĩa mua về đây Nghĩa đặt cá thòi lòi nha. Cái hôm này thường là ở dưới miền Tây người ta đặt lương á, Nghĩa đặt ở dưới đem gì đây. Cái này thì chỉ có mười mấy ngàn cái à. 17-18 ngàn. Này, con hôm, cái hôm này mình dặn nắp vô đó nha. Dặn vô là mình xài thôi. Mình thấy nó rẻ với lại nó cũng gọn nữa. Đặt cá thòi lòi mình thấy cũng ok. Này, nó có cái hôm ở đây nha. Cái hôm này về Nghĩa phải cắt sửa lại chút xíu cho nó banh bự ra được á. Nghĩa mua trước là 10 cái. 10 cái mà nãy mình đặt ngoài kia hết cái rồi. Giờ đây còn 9 cái để mình đặt thử ra hiệu quả thì mình sẽ mua mình đặt tiếp. Đây là cái hang cá thòi lòi nè. Nãy Nghĩa đặt ngoài kia hang bự lắm. Cái hang này thì nó hơi nhỏ nè. Cái này mình đặt nhiều khi nước ngập nữa mình cũng sợ nữa. Nó lú lên khúc rất là cao luôn. Nước có hơi ngập thì cũng không sao, mình vẫn còn thấy đường. Okay. Bữa hôm qua Nghĩa đi ở cái khu mới á, bắt được con cua. Để bên đây mình đi lại cái khu khác coi sao. Giờ mình sẽ đặt hết mấy cái ống chấm này rồi mình đi bắt cua. Rồi khi nào mình quanh về mình thăm. Trời, khu này có người mới đi rồi. Ta mới đi thời luôn cả nha. Chúng ta qua khu khác này. Ở đây có cái hang cá đồi lòi nó làm thấy ghét cả nha. Này, thường là những hang này nó hay ở lắm. Nó không có bỏ đâu. Cái chỗ chú đẹp quá đó. Mấy cái hang này đặt xuống là thế nào cũng lụm mà. Nãy giờ lội mãi mà cũng không có cua cả nha. Nước này chắc cua nó không lên làm hang rồi. Mấy bữa nay Nghĩa đi không có gì hết trơn.
Trời thì cũng đang mưa lâm râm cả nha. Ở ngoài thì nước cũng lớn rồi. Giờ nghĩa sẽ đi thăm mấy cái ống chúm nha. Mình quanh lại thăm cái cuối cùng nữa, do nãy giờ mình đi cũng lâu quá trời. Xem ru gì nè. À có cá cả nhà ơi, đây. Một con đầu tiên. Sẽ nó vô nằm im ru vậy nè. Ồ con này to nha. Thường thì một hang này á, nó khoảng tầm 15 tới 20 phút là nó sẽ lên một lần thôi nha. Nếu mà cái hang có cá đó. Vậy mình đặt cái này cũng nhanh lắm. Mình đặt xong cái khoảng tầm nửa tiếng mình quay lại là thế nào cũng có. Mình đặt hai cái này sát quá không biết nữa. Cái kia dính thì cái này nó có không? Tại vì có thấy có dấu bò mới quá nè. Có không? Ôi có luôn cả nhà ơi. Này ghê chưa? Này gọi là bách phát bách trúng nè. Cho là nó nằm trong đây nó cũng hơi tối cả nhà. Xíu nữa nghỉ về nghỉ đổ cho cả nhà xem nha. Xíu cái mình về mình mở cái nắp này nè. Cái mình đổ ra. Ôi ôi coi nó bự nè cả nhà. Hồi đó mình không có kinh nghiệm đặt, do là mình không có biết hang nào có cá hay là hang nào không á, mình đặt nó bị chớp. Còn giờ có kinh nghiệm rồi. Bên kia cái kìa. Mấy cái mé ngoài không biết có bị nước lớn chưa nữa. Khui. Rồi cái này chắc quất. Mấy cái này thường nó không có cá rồi. Chắc cá này nằm bên hang đó đó cả nhà. Nhiều khi nó đi qua đi lại mình nhìn dấu không kỹ á. Mình câu á thì mình đi từ xa mình thấy nó dính à. Còn mình đặt cái này mình đi nhìn không biết cái gì á. Cứ dở lên mới biết. Khui. Có cá cả nhà ơi, nó nằm im ru. Con này cũng bự lắm mà. Cá trong rừng nước này đa số mình không thấy con nào nhỏ cả nha. To to vậy không à. Ghê quá. Đi trong rừng mà trời cũng ghê. Ở trên đây có con cái mà nãy Nghĩa nói với cả nhà là chắc chắn có cá đó. Bây giờ mình khui hàng cái. Đó, chưa gì là nghe nó nhảy rồi cả nhà thấy không? Nghĩa chắc chắn là hang này có luôn. Nè, nó nè. Cá bự không cả nhà ơi. Mình nhìn cái hang là mình thấy quá im rồi. Rồi vô được con còng nữa. Ủa, cái đầu nó bự nè. Hết cái hôm luôn. Cả nhà. Cứ sợ sâu mình xách về thôi. Rồi nó ngập rồi cả nhà ơi. Ngập như cái biển luôn rồi. Cũng may là nó còn lú lên nè. Có không? Có luôn nha. Ghê chưa? Thế vậy đặt cái này là bách phát bách trúng luôn. Mình câu mấy bữa cũng nhiều lắm mà một số nó bị sảy nữa cả nhà. Hồ vô con cá nó bự. Chà bá luôn. nhét chị vô. Đó, nhét không vừa luôn. Tranh thủ đi qua mấy cái kia để nó ngập lúc luôn. Đó.
hết biết đường đi luôn. Nghĩ nhớ là mình đặt cái đầu tiên ở đây cái gì nè. Đâu rồi? À đây. Dính không? Rồi, cái này chết rồi. Nghe ngon gì mà không ngỡ ta. Cái số 8 hồi nãy chết quớt rồi. Giờ tới cái thứ 9 này. Số 9 này coi nó may mắn không. Thường có nói số 9 hơn lắm. Rồi Nghĩa thấy cái đầu nó kìa. Nó ngóc cái đầu nó lên nè cả nhà. Đưa hai mắt nè. Hello. Ôi ôi coi nó bự nè. Cái đầu nó muốn bích luôn cái lợp rồi. Siêu to khổng lồ luôn. Ôi ôi coi nè. Ghê chưa. Cái đầu nó khỏi nói luôn. Hai con mắt thò lỏ luôn. À, chạy vô đi. Con này nó vô là nó hết quanh đầu được luôn rồi. Thì là mình hụt hết ba cái ra nha. Còn một cái cuối cùng nữa để coi. Còn một cái cuối cùng thì nó nằm ở dưới cái gầm nhà này cả nhà. Mà cái nhà này người ta bỏ rồi, không có ai ở đây á. Ở dưới đây nó có cái nền đất. Đây là cái đầu tiên mà Nghĩa đặt á. Cái này thì Nghĩa bảo đảm là có 100% luôn. Con cá này nó rất là bự luôn nè. Ủa? Cá đâu? Rồi chết quá con cả nhà. Ủa cái dấu bự quá mà. Đấy, cá này đi ra rồi. Cái mình bảo đảm nhất là cái không dính. Đúng là không thể nói trước điều gì. Rồi. Là 10 cái mình đạt được 6 cái dính cả nha. Vì là quá hiệu quả luôn. Kỳ này về Nghĩa sẽ mua thêm. Nãy đi nó cạn queo rồi, giờ về nó ngập như cái biển. Đi lấy cái thùng thì mình đổ ra cái nha. Mấy cái sô cam á. Đổ đỡ ra đây cái đi. Cái này chớp nè. Cái chớp đây mấy cái hàng đó là chắc chắn là không có cá. Hay chứ có cá là nó lên rồi. Hả?
2. Ui. Ôi rồi nó bự. Khủng khiếp không? Cái này không có luôn. Cái này cũng không có luôn. 4 cái. Ủa? Ừ, 4 cái. Rồi nó phóng ra. Ghê vậy. Bảy rồi, bảy rồi. Gì đó đâu ta. Kìa lấy cái thùng đi, đổ vô. Rồi cho tao quay cái. Này bỏ vô đây nha. Ừ. Phóng đi ghê không? Nhảy cao ghê luôn á. Ta vẫn động viên nhảy cao mà. Con thứ hai. Thôi con bự. Wow. Còn nào cũng thấy siêu to không? Thấy đầu ra là thấy cứng. Cứng lọt. Hồi nãy giờ nó dãy anh quải á. Nó cọ cái hôm thì góc dãy. Thì chắc mốt phải đem đi kiếm cái gì rộng khá mình đổ ra liền. Chứ kiểu này nó chốc dãy hết. Mười cái mà dính 6 con là hiệu quả chứ bộ. Bình thường mình đi câu 30 cây mà những cây dính chừng chục con chứ gì. Được hả? Trời ơi, cá gì mà nó bự dữ trời. 2, 4, 6. Trời ơi, con nào nó khổng lồ. Rồi, mai cho anh tiền anh mua thêm 20 cái. 6 con. 6 con này chắc hơn nửa ký ha. Bự ghê luôn. Con này như con cá lóc luôn. Cá này tầm khoảng chừng 10 tới 12 con ký. Bự hơn 100 gram. Con này hơn. Con này chắc cỡ 150 gram. Chung anh thấy mấy cái hàng nhỏ anh cũng không đặt. Anh kiếm mấy cái hàng bự thôi. Rồi kết thúc 2 ngày đó nha. Ủa con cua bự em đem về hả? Ờ em gửi em Thái đem về giao người ta. Ngày kia em kiếm trong cái thùng của Thái. Đi qua nay rồi. Bữa được con cua. Bữa thì không có con nào. Giờ nghỉ tắm rửa nghỉ luôn cả nhà. Rồi, cảm ơn cả nhà đã xem video của mình nha. Nhớ cho mình một like, một đăng ký để ủng hộ mình nha. Bye bye. Hẹn gặp cả nhà video tiếp theo nha. Bye bye cả nhà.